Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, là một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị Thông qua những cho bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Ngày thứ 6, ngày 22, tây tháng 12 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào? Và đây những trai bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp Một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Và hôm nay mình có ba lát bài tượng trưng cho ba tụ bài Đây là tụ 1, tụ 2 và tụ 3 Rồi, mình xin mời các bạn cùng chọn tụ Và dạ, bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1 Hai xin chào các bạn tuần 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tuần 1 để xem có ngày thứ sáu Ngày 22 tới tháng 12 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào và đây những trả bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở. Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi bây giờ mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những người có sự gọi là diệt tình, ha, à, có khả năng lãnh đạo tốt, vững chắc trong cuộc sống, khéo ăn khéo nói và là một người cũng có dễ ngoại hình được nhiều người thu hút, uh, được nhiều người quan tâm, ha. bạn rất là thu hút. À, ngoài ra thì cũng có thể một số bạn các bạn cũng khá được nhiều người um, ngưỡng mộ, ha. À, một số bạn ở đây thì mình thấy là các bạn là tâm điểm của sự chú ý, các bạn rất là lạc quan và các bạn có khả năng gọi là truyền động lực, cảm hứng cho người khác. Dạo gần đây có thể các bạn cũng hay gặp phải những cái người nói sau lưng bạn Hoặc là có thể cũng có rất là nhiều họ người họ muốn biết về cuộc sống của bạn á Và trong thời điểm này thì mình thấy trước khi bạn đưa ra bất kỳ quyết định nào Các bạn cũng nên có sự suy tính cẩn trọng để tránh đưa ra quyết định sai lầm Hoặc là bị người khác thao túng lợi dụng ha uhm. Dạo gần đây có thể các bạn công việc của bạn nó hơi trì trệ, hơi chậm lại nhưng mà các bạn đừng khuyến kích hãy thuận theo tự nhiên, đừng có quá gọi là bức bối khó chịu hoặc là cảm thấy mệt mỏi nặng nề gì cả, cứ tập trung vào cái chuyên môn của mình thôi. Và đừng để bản thân của mình bị rơi vào cái trạng thái của sự so sánh, phân biệt. Ừ. Hoặc là ganh tị gì đó thì cái nguồn năng lượng này nó sẽ kéo các bạn xuống Và khiến cho những cái may mắn của các bạn nó sẽ có sự rời xa những cái cơ hội may mắn gì đó đang tới rồi cho nên việc của bạn là có thể có những cái vận may lớn thì đôi khi có thể có những điều gì đó nó chậm lại để đón chào cái vận may này cho nên việc của các bạn là cứ gọi là vui vẻ với cuộc sống hiện tại ừ. cứ thoải mái an nhiên với cuộc sống hiện tại ừ. thì bạn sẽ có thể lướt qua cái giai đoạn này êm ái nhẹ nhàng và nó cũng không kéo dài quá lâu và có thể vũ trụ các bạn hãy nghỉ ngơi thư giãn để chuẩn bị cho một cái năm mới đây là năm giai đoạn cuối năm rồi cho nên các bạn cũng cần phải bồi bổ sức khỏe, tịnh dưỡng cái trí lực của các bạn. Rồi ngày thứ 6, 22 tây tháng 12 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào? Trong ngày hôm nay thì mình thấy có thể là một vài bạn các bạn sẽ đón nhận những tin tức vui về tài chính hoặc là một vài bạn thì có thể là các bạn sẽ đi làm từ thiện giúp đỡ người khác hoặc là các bạn có thể là sẽ được rốt vốn đầu tư hoặc là một vài bạn có thể có sự giao dịch mua bán gì đó Một số bạn ở đây sẽ có sự ký kết hợp đồng, kinh doanh Hoặc là làm giấy tờ hồ sơ gì đó ở đây Hoặc là các bạn có thể là có những tin tức ở nước ngoài Đến với các bạn ừ. Hoặc là người thân nước ngoài gọi điện hỏi thăm Hoặc là những cái giấy tờ hồ sơ gì đó của bạn Chuẩn bị để thực hiện những cái chuyến đi Thì có thể là nó sẽ có cái phản hồi, có cái kết quả Ừ trong ngày hôm nay mình thấy các bạn là liên quan đến tài chính khá là nhiều và thấy toàn là những điều tốt đẹp và bạn có thể thu hút được cái điều bạn mong muốn nó đến với bạn một cách nhanh chóng đó. À, bạn ao ước, bạn khát khao, bạn có sự gọi là uh, muốn làm cái điều gì đó và bạn rất là muốn ở trong cái tâm khảm cái suy nghĩ của bạn à, thì mình thấy các bạn có sự gọi là có được Một số bạn sẽ làm một cái công việc mới ha, hoặc là một cái kế hoạch mới gì đó hoặc có sự tương tác tiếp xúc với trẻ thơ trong ngày này một số bạn sẽ có thể là đi rút tiền à. và ở đây thì mình thấy là các bạn có thể là hoàn thành xong cái dự án kế hoạch các bạn được nhận tiền thưởng à, hoặc là các bạn có thể là thực hiện một cái điều gì đó bạn cảm thấy rất là trọn vẹn hoàn thành xong mọi thứ à, và một số bạn các bạn được ơn trên bảo vệ các bạn trong ngày này hãy lắng nghe trực giác của mình ha và mình thấy có thể là những bạn làm công việc sáng tạo thì mọi thứ nó sẽ rất là thăng hoa phát triển và rất là được nhiều người đón nhận nồng hậu trong à. ngày hôm nay các bạn được khuyến khích hãy sống ngay thẳng chính trực và công bình đã, có sự rõ ràng à. bạn có thể là sẽ xem được rất là nhiều những tin tức liên quan đến vấn đề những người có um, thẩm quyền những người à, có cái vị trí trong xã hội có thể họ có rơi vào cái về vấn đề về vòng lao lý bị bắt mình thấy là như vậy hoặc là một vài bạn sẽ học ngoại ngữ một số bạn có sự thi cử gì đó thì mình thấy là bạn sẽ hoàn thành rất là tốt bạn có khả năng làm chủ tình huống vấn đề và bạn sẽ có cơ hội gọi là đạt được cái điều mà bạn gọi là ước mơ một số bạn các bạn có sự phân dân giữa hai hướng đi hai con đường hoặc hai sự lựa chọn một số bạn nữ có thể bạn muốn mua sắm quần áo hay gì đó ở đây à, hoặc là làm tóc chẳng hạn cho nên các bạn cũng uh, suy si tính không biết nên làm cái kiểu nào hoặc là chọn cái kiểu áo nào phù hợp một số bạn có thể là bạn sẽ xem được những tin tức liên quan đến uh, biểu tình à, hoặc là bạn thể hiện cái uh, uh, tiếng nói của mình cho cái điều bạn mong muốn một số bạn có thể là sẽ có biểu diễn gì đó thì mình thấy bạn sẽ hoàn thành rất là tốt ừ. thậm chí còn có khả năng là sẽ được thêm những cái cơ hội mới cơ hội là ký góp hợp đồng mới chẳng hạn ừ. hoặc bạn sẽ nghe được những cái thông báo từ đài phát thanh vân vân ừ. Thấy liên quan đến vấn đề pháp lý rất nhiều ở đây nha ừ. trong ngày hôm nay thì nói chung là bạn được khuyến khích tuân tuân thủ theo pháp luật hoặc là có thể bạn sẽ có sự liên kết với luật sư vân vân một số bạn thì có thể là bạn thể hiện được cái sự logic cặn kẽ hoặc có tính trách nhiệm trong công việc của mình ừ, hoặc là bạn nghe được những điều luật điều lệ gì đó mới ừ. một số bạn có thể được lên chức lên một cái uh, nhiệm vụ mới hoặc lên một cái vị trí mới thấy các bạn cũng rất là hào hứng ở đây mình thấy một cái sự thay đổi tích cực trong cái dòng hỗ trợ thần thánh của bạn đó Ừ, có thể là cái điều này liên quan đến nhu cầu về mặt tài chính như mình nói ha hoặc là tình cảm hoặc là theo cách nào đó những cái trở ngại trước đây của bạn đã được dỡ bỏ vì bạn đã giải tỏa được cái sự giận dữ hoặc là những cái nỗi sợ hãi cũ nào đó và hiện đang tập trung vào cái niềm tin và thực hiện hành động được hướng dẫn miễn là bạn cứ tiếp tục đi trên con đường suy nghĩ tích cực và làm theo sự hướng dẫn thiên liên của ân trên thì bạn có thể mong đợi thấy nhiều cơ hội hơn xuất hiện và trải nghiệm được cái sự thỏa mãn sâu sắc hơn ừ ngoài ra mình thấy có thể là bạn cũng có sự mở rộng trái tim để có thể chữa lành uh, tình yêu thiên liêng bên trong bạn hoặc là những cái mối quan hệ xung quanh ha rồi mình xin uh, kết thúc các bạn tụ một ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha xin chào các bạn hai xin chào các bạn tụ hai bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ hai để xem coi À, ngày thứ sáu ngày 22 tây tháng 12 năm 2023 của bà 23 của bạn sẽ như thế nào và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha rồi bây giờ mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ hai bạn tụ hai là những người dạo gần đây các bạn rất là thích trang trí nhà cửa khá là bận rộn hoặc là sắp tới bạn sẽ có những cái chuyến đi đi du lịch đi đám cưới à, hoặc là ăn tiệc tân gia, tiệc à, ừ, hội nghị gì đó vân vân. À, mình thấy các bạn đang trong cái giai đoạn kết thúc những cái điều cũ hoặc là già gần đây các bạn sẽ có một cái sự buông bỏ những cái món đồ cũ kỹ hoặc là có thể có những cái món đồ gì đó xài quá lâu rồi thì nó không có còn hoạt động nữa. Cho nên một số bạn mình thấy các bạn sẽ thay đồ mới. ha và wow, mình thấy các bạn cũng sống rất là tình cảm một số bạn các bạn có thể là sẽ có sự kết thúc một cái tình cảm gì đó mà à, đã chia tay từ lâu và các bạn có sự gọi là tập trung hơn vào cuộc sống ừ. ở đây mình thấy dường như các bạn đang rất là cố gắng kiếm tiền một số bạn dạo gần đây là rất là mỏi mệt kiệt sức hoặc là có thể là các bạn bị đau lưng nhức mỏi ừ. à, và mình thấy giai đoạn này cuộc sống của bạn sắp thay đổi rồi gọi là rời khỏi những cái vấn đề nan giải là tổn thương gì đó các bạn ừ. có thể một số bạn là dạo gần đây mọi thứ có vẻ hơi đi xuống nhưng mà có thể cái thời điểm đó nó cũng sẽ có sự kết thúc khi mà năm tới uh, đến ha. năm mới đến ừ. và có thể một số bạn sắp có tình yêu hoặc là tình yêu các bạn nó sẽ có sự vươn lên một cái tầm cao mới phát triển hơn rất là nhiều so với giai đoạn trước ngày hôm nay mình thấy các bạn có những cái niềm vui gì đó rất là rộn nhịp rất là nhộn nhịp rất là rộn rã hạnh phúc dân trào hoặc là như mình nói là đi đám cưới rồi đó ừ. một số bạn có một cái sự gọi là tiết kiệm tiền không có dám tiêu xài nhiều ha ừ, chỉ mua những gì thực sự hợp lý thôi rồi ngoài ra mình thấy có thể là các bạn có thể là có những cái dự tính như là mua sắm quần áo Ừ, hoặc là các bạn uh, có một cái buổi biểu diễn gì đó trong ngày này ừ, mình thấy các bạn có thể cũng được rất là nhiều người gọi là ngưỡng mộ ngợi khen về cái tài năng cái trí tuệ về cái khả năng ăn nói của các bạn ừ. trong ngày hôm nay một số bạn có sự hòa nhịp với một cộng đồng ha ở đây mình thấy có thể là bạn có một cái điều ước gì đó của bạn được trở thành sự thật á có thể nó cũng không quá lớn kiểu như là bạn gọi là mong mỏi cái điều gì đó thì nó nó đến kiểu vậy ừ hoặc một số bạn có thể là trở thành nổi tiếng hơn, được nhiều người biết tới, được nhiều người quan tâm hơn, hoặc là bạn có được những cái tin tức vui gì đó ở nước ngoài, hoặc một số bạn có thể có những cái sự xung hợp gia đình người thân nước ngoài ở đây. Ừ. một số bạn có thể là học ngoại ngữ hoặc là các bạn có khả năng giao tiếp ngoại ngữ tốt hoặc có một buổi thuyết trình nhiều ngoại ngữ gì đó thì mình thấy các bạn sẽ hoàn thành xong, hoàn thành tốt và được rất là nhiều người gọi là ái mộ các bạn. Ừ. các bạn bị cái chứng mất ngủ thức khuya nè. Các bạn nên cải thiện cái vấn đề này ha. Một số bạn có thể là các bạn có sự tiếp xúc với cây có hoa lá cây cành rất là nhiều hoặc bạn sẽ trưng hoa, trưng cây, trưng lá, trưng cái à, bình hoa trong ngày này trang trí nhà cửa của mình, vân vân. Ngoài ra thì à, mình thấy là có một số bạn thì à, trong ngày hôm nay à, các bạn được khuyến khích hãy à, cẩn thận cái vấn đề gọi là hợp tác với một ai đó kỹ lưỡng hơn một chút để tránh bị à, mất tiền ha, hối tiếc hối hận. hoặc ừ. có một số bạn thì mình thấy trong ngày này à, các bạn tìm ra được cái cách để các bạn có thể chấm dứt cái, gia, cái giai cái vai trò gọi là mất ngủ các bạn, thức khuya các bạn. Ừ. hay một số bạn như vậy ha. nói chung trong ngày hôm nay của bạn cũng không có gì quá tệ hại mà nó rất là vui, rất là nhộn nhịp, hào hứng. À có sự kết nối với nhiều người, rồi cũng có nhiều cái sự gọi là hoàn thành xong một cái điều gì đó cảm thấy rất là phấn khởi kiểu vậy. hoặc có một cái sự quy tụ bên gia đình người thân, hoặc là bạn sẽ xem được rất là nhiều tin tức mà liên quan đến những cái sự hội họp, xung họp gia đình. số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn cũng có sự kết nối, có thể một số bạn sẽ đi chùa hoặc đi nhà thờ trong ngày này, một số bạn có sự đóng góp cho các tổ chức từ thiện, ha, hoặc là có sự cầu nguyện, hoặc là các bạn đóng tiền à, hỗ trợ à, cho những cái người à, khốn khó, hoặc là giúp đỡ cho chùa hoặc nhà thờ gì đó vân vân. À, ở đây mình thấy có thể là bạn cảm thấy hơi ồn trong ngày này có thể là à, nhà cái bên người ta cất nhà mới hoặc là có sự sửa chữa gì đó cho nên hơi ồn đối với bạn. À, hoặc là trong ngày hôm nay nên biết lắng nghe lời khuyên từ người khác. Uhm để tránh gọi là đưa ra quyết định sai lầm rồi hối hận. Ha. Ừ, một số bạn có thể là các bạn sẽ được người yêu, đặc biệt các bạn nữ được người yêu cầu hôn hoặc là bạn sẽ có được cái sự gọi là xem được rất nhiều tin tức liên quan đến cầu hôn, kết hôn, vân vân hoặc ai đó thực hiện cái lời hứa với bạn, ha. hoặc là bạn thực hiện xong cái lời hứa với một ai đó. Ừ. Thì có thể là có một số bạn các bạn thể hiện được cái tính trách nhiệm của bạn. À, một số bạn như mình nói có thể là sẽ mua hoa về chân vân vân một vài bạn sẽ uống nước nhiều nè các bạn tưới nước đầy đủ cho cây hoặc là một số bạn có thể là bạn muốn cắm hoa cho nên các bạn sẽ ngâm đầy đủ nước cho hoa của mình nó nở bung hoa kiểu vậy thấy có một cái sự dồi dào cái nguồn nước hoặc có cái niềm hạnh phúc dân trào ở bên trong bạn ở đây thì cái thiên thần gửi cho bạn cái thông điệp là một số bạn các bạn đã đẩy bản thân của mình vượt quá giới hạn của mình bằng uh, việc gọi là làm nhiều việc cùng một lúc hoặc là chạy đua với thời hạn và lo lắng cho người khác. À, bạn cũng có thể đã quá lạm dụng cái việc giao lưu hoặc là tiệc tùng trong cuộc sống về đêm của mình. Vì bây giờ là lúc để bạn nghỉ ngơi và giải độc tố. Ha. Uhm. Nó sẽ giúp cho bạn phục hồi cái mức năng lượng và sức khỏe hãy tập trung vào thời điểm hiện tại và giải quyết từng dự án một cách uh, hài hòa để tránh cái cảm giác bị uh, choáng ngợp, bị căng thẳng. Uhm. có thể là bạn đã từng quá tập trung vào tương lai, dự đoán những cái thời điểm tốt đẹp hơn hoặc là lo lắng về những cái gì ở phía trước. hoặc có thể là bạn đã bị cuốn hút bởi những cái sự kiện trong quá khứ thì bây giờ bạn được hướng dẫn tập trung vào hiện tại để có thể tận hưởng cuộc sống của mình. ngay cả khi hoàn cảnh hiện tại của bạn nó không có lý tưởng ha. ở đây các bạn cũng được nhắc nhở là hãy rút lui khỏi một cái công việc vất vả hoặc là từ bỏ một cái sở thích mà bạn đã không còn đam mê nữa nếu cái điều đó nó khiến cho sức khỏe thể chất hoặc là tinh thần của bạn gặp nguy hiểm hãy bình tĩnh và tiếp cận một cuộc sống nhẹ nhàng hơn ha và nên dành thời gian để cân bằng và tĩnh lặng nó giúp cho bạn làm dịu suy nghĩ và thoải mái hơn đó Một số bạn ở đây nếu như bạn hoặc là người thân của bạn có những cuộc phẫu thuật gì đó thì mình thấy sẽ hoàn thành tốt đẹp. Ừ. Tuy nhiên ở các bạn cũng phải có một cái sự tỉnh táo biết lựa chọn cái địa điểm, cái nơi gọi là phù hợp để không tránh cái sự hối tiếc. Ha. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Xin chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ ba. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ ba để xem coi. À, ngày thứ 6 ngày 22 tháng 12 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào và đây nhượng cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha rồi mình sẽ liên kết năng lượng các bạn tù 3 mẹ tù 3 là những người rất là mạnh mẽ cứng cỏ trong cuộc sống và ở đây thì mình thấy các bạn có khả năng diễn đạt truyền đạt rất là tốt các bạn cũng là một người có năng khiếu lãnh đạo, vững chắc tự tin và rất là thông minh ừ, sáng suốt. một số bạn có thể là bạn có những cái sự học hỏi những cái điều gì đó mới hoặc là một số bạn sắp thăng chức, sắp lên lên lương hoặc là trong giai đoạn này có thể có một số bạn cũng bị nhiều người nói tới nó lôi phê bình chỉ trích à, thì mình thấy các bạn cũng không có quan tâm. Ừ. các bạn đã trải qua rất là nhiều điều cho nên là các bạn xem nó giống như là vấn đề rất là nhỏ nhặt không cần phải để tâm quá nhiều bạn là những người có một cái sự biết quan tâm ưu tiên cho những gì to lớn trong cuộc sống của bạn ừ. còn những cái điều tiêu cực bên ngoài bạn không có muốn chú ý tới một số bạn thì mình thấy có thể là các bạn rất là muốn có được cái tình yêu trọn vẹn không có sự gọi là phản bội ha và mình thấy có thể là một số bạn các bạn đang có một cái sự tìm hiểu một ai đó để kết nối tình yêu hoặc là sắp tới mình thấy có thể là bạn đã sẽ có được cái sự gọi là khá là đào hoa được nhiều người quan tâm đó tuy nhiên thì cũng sẽ có những cái người lừa tình ha. cho nên các bạn cũng phải có sự biết phân tích tỉnh táo để tránh gặp phải những cái người sai không đúng ngày hôm nay một số bạn các bạn sẽ có một cái sự bảo vệ tiền bạc của bạn các bạn có thể là cũng rất là muốn muốn mua sắm đó tuy nhiên các bạn có sự cân nhắc ha à, chỉ có sự gọi là tỉnh táo xem xét cái nào thực sự cần mua thì mình mua thôi một số bạn nữ thích mua quần áo hoặc là muốn làm đẹp ừ. ngoài ra ở đây thì mình thấy có thể các bạn cũng được nhận được khá là nhiều những tin tức à, hoặc là có thể các bạn sẽ có một cái sự di chuyển đi đâu đó ừ. hoặc là một số bạn có thể có anh shipper nào đó đến tìm bạn một số bạn ở đây sẽ có những cái sự gọi là hợp tác à, ký kết à, hoặc là có sự hẹn hò với người yêu ha ừ. trong ngày hôm nay thì mình thấy các bạn cũng có sự tương tác với một người mang năng lượng nữ có tiền có bạc khôn ngoan cẩn trọng và cũng là một người biết làm ăn và ngoài ra cũng có một người mang năng lượng nữ nữa cái người này xinh đẹp giỏi giang có tài ăn nói diễn đạt và một người mang năng lượng nam cũng khá là nhiệt tình nhanh nhẹn linh hoạt soi nổi thì có thể những người này họ sẽ hợp tác với bạn hoặc là một số bạn các bạn từ bỏ công việc cũ các bạn có được cái sự gọi là được nhận vào làm cho một công ty mới và được mọi người tương trợ hỗ trợ rất là nhiều ha một số bạn có thể là bạn sẽ đọc được hoặc nghe được những tin tức gì đó cũng khá là giật gân hoặc là có thể bạn biết được ai đó đạo đang có sự gọi là kết đôi với nhau hoặc là ai đó sắp kết hôn với nhau vân vân thấy có một cái điều gì đó các bạn được khai sáng và trong ngày này uống nước nhiều ha cũng như là À, các bạn cũng cẩn thận cái vấn đề củi lửa để tránh cái sự gọi là cháy nổ hoặc là bạn đọc được những tin tức liên quan đến cháy nổ và vào cuối ngày mình thấy dường như các bạn có tiền hoặc bạn có sự đếm tiền à, có giấu tiền bạc gì đó hoặc là một số bạn có thể là các bạn sẽ à, mua bán vàng trong ngày này ừ. Ừ, các bạn nên cẩn thận với những cuộc gọi lừa đảo trong thời gian này nha. Ừ. À, có thể họ mạo mạo nhận à, là công ty à, công ty à, của à, cơ quan thuế nè ha hoặc là của ngân hàng vân vân. Khi các bạn cung cấp bất cứ điều gì hoặc khi bạn tải phần mềm gì đó là lừa đảo không đó, cẩn thận đó. À, một số bạn ở đây mình thấy bạn đọc được những tin tức khá là dược gân như là À, có thể là ai đó họ rơi vòng lao lý ừ. họ phá sản ha. Ờ, có những cái người gọi là nhìn rất là đáng tin cậy nhưng có thể họ phạm những cái tội như là lừa đảo hoặc là tham nhũng gì đó vân vân và ở đây một số bạn thì mình thấy các bạn uh, khi đi ra ngoài đường nhớ uh, đeo kính mát hoặc là các bạn có một cái tầm nhìn gì đó nó hơi hạn hẹp ừ đừng có bướng bỉnh và hãy xin hỏi lời khuyên từ người khác để mình có những cái bước đi chuẩn chỉnh để không có đi sai đường kịch lối hoặc là bị người khác lừa, lừa đảo lợi dụng okay. nên bảo vệ đôi mắt của mình Ở số bạn trong ngày hôm nay có thể là bạn là những người ừ làm những cái công việc như là diễn viên, MC dẫn dắt chương trình gì đó thì mình thấy có thể là bạn sẽ đóng rất là nhiều vai trong ngày này. Bạn có thể gọi là trình diễn hoặc là các bạn có sự gọi là tùy theo tình huống mà bạn sẽ có sự ứng phó một cách linh hoạt. Ừ. Và một số bạn các bạn sẽ có sự làm đẹp cho bản thân như là đắp mặt nạ hay gì đó vân vân. Ừ. Một số bạn có thể đi làm tóc hoặc là đi gọi đầu, à, Gọi đầu rồi xấy tóc rồi đó. Ở đây một số bạn các bạn có những cái thông điệp vui vẻ, may mắn về vấn đề sức khỏe và thể chất của bạn đang được cải thiện ha, đang được tập trung vào cái việc phục hồi. Một cái sự gọi là chữa lành mang lại kết quả tích cực cho các bạn. một số bạn có thể là bạn sẽ có một cái sự gọi là đề ra cái lối sống lành mạnh hơn để bảo vệ sức khỏe của mình. Và ngoài ra mình thấy có thể là bạn sẽ có sự cầu nguyện, ha, nâng cao cái sự mạnh mẽ thì lạc quan và nâng cao cái đức tin của mình một số bạn các bạn đang làm những công việc liên quan đến chữa lành cho người khác giúp đỡ người khác thì nó đang khởi sắc ha chúa thiên thần và vũ trụ đang gọi là thực hiện ý định của bạn để có thể mang lại cái năng lượng chữa lành cho những người thân yêu và khách hàng của các bạn ừ. ở đây một số bạn các bạn có nguồn năng lượng của một thiên thần trái đất chữa lành cho nên là các bạn đang được cung cấp rất là nhiều về cái nguồn năng lượng thể chất và cái năng lượng trong quá trình thực hành trị liệu hoặc các hành động phục vụ của các bạn nha. Đây là thời điểm tốt để thực hiện cái việc nghiên cứu, xây dựng kỹ năng và tiếp thị để mở rộng cái phạm vi công việc chủ lành của mình. Hãy làm theo trực giác của bạn một cách chặt chẽ nha. Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụ 3 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Xin chào các bạn.